chưa phải nuôi không? Cái trang bánh rồi. Ừ, xong mới ngon. Mà cô cũng có. Này thiên nhiên. Ăn đi, ba nóng mới ngon, lắc mũi hóng lặng ăn thử đi ba. Ăn đi, nóng mới ngon. Ủa từ từ sao hít hỏng rồi, hít cháo rồi. Mũi nó không ngon, nó không ngon, ăn thử đi chưa ăn. Không đi chợ ơi. Ba ơi kìa, có vô con không có sợ giữ có sợ luôn á. Ăn thử. Vô. Có mà mình quả bánh làm gì? Nát cái ruột này tao chả ăn thịt. Nát cái mũi nó không ngon. Chết mày. Mày có cái lanh bự với sắt chưa? Ngon. À, lát làm chén muối tiêu chanh. Thôi vừa ăn luôn rồi. Vừa luôn hình như chỉ làm cho mỡ hành vừa ăn rồi. Phải, bác phải làm chén muối ớt mình chấm.